Nam Ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Về nhà cái suy nghĩ hoài à, thấy mẹ cũng hiền hậu á, thấy giống ngoại mình quá à. Cái xong mới thấy thương quá, cái về suy nghĩ, cái con cũng đồng ý quen với ảnh. Cái hồi mà quen nhau, ảnh có nói một câu, mẹ anh khổ cả đời rồi. Anh mong rằng á, sau này á, em về á, em phụ thương mẹ với anh, em phụ thương mẹ với anh. Con nghe câu đó, con thương ảnh, con thương mẹ nữa. Có khi nào tuổi thân ngồi mình buồn mà. Buồn, lúc người ta con cháu rồi đông, con dâu rồi đông, mình gì đâu, yêu quạnh. Nesgercan canxi hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Canxi cho mẹ khỏe bé cao. Quỳnh Linh và Lê Lộc xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với những câu chuyện mẹ chồng nàng dâu. Mẹ chồng nàng dâu rất là quen thuộc với quý vị ha. Hy vọng rằng câu chuyện ngày hôm nay Quỳnh Linh với Lê Lộc giới thiệu cùng quý vị đã có rất nhiều cảm xúc. Chúng ta sẽ chào đón mẹ chồng nàng dâu ngày hôm nay. Xin mời. Dạ, dạ. Con chào cô. Dạ, xin chào, chào mẹ chồng, dạ, chào nàng dâu. À, mời mẹ. Dạ, xin mời cô và chị ngồi. Dạ, mẹ dưới quê có món quà quê á, là chú Sim sấy giòn á, gửi đến chú Quyền Linh. Chú Sim Lê Lộc ạ. Trời ơi. Tao ra cho con xem thử. Không, con nhỏ lắm, con ăn này không được. Ủa, đâu cái này ngon nha, cái này ngon lắm. Nói chung nó nhỏ lắm, nó không ăn. Ủa, đâu cái này ơi, cái này hai bịch, mỗi người một bịch á. Không, nói chung là để chú giữ rồi chú chia con miếng ăn thôi. Chú khoan chú. Nhớ ra, nhớ giữ gìn cái lời nói hành động mình. Thôi cắt đi rồi chút chú cháu mình ăn. Dạ. Tôi biết con thích ăn chuối lắm. Cảm ơn cô. Cảm ơn gia đình rất nhiều á. Mời ba ngồi ạ. Dạ. Đó. Bây giờ mình giới thiệu chút xíu cho khán giả truyền hình được biết đi bà. Giới thiệu Nguyễn Thị Phá, 81 tuổi. Nguyễn Thị Phá. Phá hả? Phá. Cha mẹ đó nó đặc kỳ quá. Ở tỉnh Bến Tre. Dạ. Ở nhà bà làm gì? Ở nhà hồi đó còn khỏe thì cây lúa. À. Ăn ruộng, bây giờ già rồi. Nhà bà có mấy người con? Có ba thằng trai. Đây là chị dâu. Dâu Út. Dạ em xin mời chị giới thiệu về mình ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh. Chị chào em Lê Lộc. Dạ. Chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Em tên là Trần Nga, quê quán thì ở Bến Tre, hiện là giáo viên của trường Trung học cơ sở Bạch Đằng, quận 3. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì sao em quen ông xã em ở Bến Tre? Dạ thật ra thì ông xã là sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. À. Còn con á, tốt nghiệp ra thì con không có đi dạy mà con làm bên đảng. Cơ quan của con thì ở bên quê của ông xã. Hai vợ chồng quen nhau nói chung cũng hài dữ lắm. Nghĩa là lúc đó con đang quen bạn trai cũng 10 năm rồi. Bé gái á, là con của anh hai. Thì năm đó nó học lớp 3, cái nó vô tình nó thấy cái Facebook của bạn trai con. Tại con mở, con khoe với mọi người là có bạn trai. Mà cái Facebook của bạn trai con lại để hình của con. Xong rồi cái bé đó nó mới gọi lên: Út ơi, có gì Nga ở dưới cơ quan á, dễ thương lắm. Còn là mai chú con cho Facebook của Út nhắn tin nha. Thế là ngày nào cũng nhắn tin cho bạn trai, chúc rồi khen xinh đẹp các kiểu. Rồi xong cái bạn trai con bỏ con luôn. Bạn trai con bỏ con luôn. Thế xong cái kỳ vậy? Kiểu như bạn trai thấy có người lạ nhắn tin thì cũng giả làm con luôn á. À. Xong rồi cái nhắn qua lại rồi cái hiểu lầm này nọ rồi sau đó rồi hai đứa chia tay rồi ông xã mới nhảy vô. Cô kia mới kỳ á. Ờ, tự nhiên là mai thấy, kỳ vậy? Nó mới học lớp 3 thôi. Vậy chứ Lê Lộc là khác rồi nha. Lê Lộc làm vậy là bậy. Đúng rồi, ai làm vậy kỳ. Cái lúc đó cũng buồn quá à. Cái có người quan tâm cái chịu luôn. Cái hai đứa cũng quen nhau tới 5 năm mới cưới lần đó chú. Ồ, 5 năm. Cái bữa mà con trai bà dẫn con dâu tương lai về đó, bà có ấn tượng điều gì với cô này không? 38 tuổi rồi, thấy mừng. Là con trai 38 tuổi hả? À, mừng. À. Vậy là quen cái cô này thì vậy là cưới cô này. Thấy thương, nhà thì không có con dâu à. Hồi thứ ba, anh ba nó thì chưa, nó mới chờ hoài, anh ba nó cứ vợ rồi hả, mới tới nó, thành ra quần quần tới ba mấy tuổi á. À, 38, dắt con dâu về là mừng luôn. À. Nhưng mà cái dịp đó hai mẹ con mình gặp nhau là vào cái dịp nào chị? Thật ra lần đầu tiên gặp mẹ là không có phải là ông xã dẫn về giới thiệu, mà là con bé đó, con bé học lớp 3 đó. Nó dụ, mỗi lần mà tan học á thì nó hay về cơ quan, cái nó thích mình, nó đeo theo mình suốt à. Cái nó nói: dì Nga ơi, dì Nga đưa con về đi, bữa nay con không thích về với ba mẹ đâu. Tại vì con á thì con làm chung với anh hai chị hai, chị dâu á lại là sếp của con nữa. À. Đó thì nói chung là cái mối quan hệ nó cũng thân từ trước rồi. Cái con mới chở bé về nhà, bé nó thì
sát bên nhà của mẹ. Thấy mẹ lúc đó mẹ báo bà ba mà mẹ ốm lắm, mà mẹ kéo rất là nặng dữ lắm, mẹ kéo đi vô để đắp đất ở trong sân á. Trời ơi, thấy cái cảnh á, sao tự nhiên cái thấy thương mẹ quá. Về nhà cái suy nghĩ hoài à, thấy mẹ cũng hiền hậu á, thấy giống ngoại mình quá. Cái xong mới thấy thương quá, cái về suy nghĩ, cái con cũng đồng ý quen với ảnh. Rồi cái lần đầu tiên ảnh dẫn về á, là bữa đó là ảnh về quê. Tại mẹ xiên trồng rau màu á, mẹ có trồng khoai lang, cái mẹ mới đào khoai lang. Cái nói hôm nay mẹ có nấu khoai lang ngon lắm, hay là ảnh chở em về ăn khoai lang với mẹ đi. Nói chung cũng nói khéo là dẫn về cho mẹ biết á. Suy nghĩ hồi, nói chung con cũng ngại đó. Hai đứa cũng mới tìm hiểu không có bao lâu á, đi về mà cũng không có quà cáp gì tặng mẹ, tại con cũng ở xa quê. Thì con làm, con thì ở khác huyện thôi. Rồi cái suy nghĩ hồi nó không cần quà gì đâu em về em chơi với mẹ được rồi. Cái xong cái trở về cái mẹ luộc khoai rồi mẹ gọt đu đủ cho ăn. Nói chuyện với mẹ, tao thấy thương mẹ quá trời, mẹ hiền dữ lắm. Lời của bà nói, bà xúc động rơi nước mắt luôn á. Nhờ cái tình cảm của bà nên cưới nhau sớm là vậy á, đúng không? Tụi con á, quen nhau thì nói chung gia đình hai bên cũng khó khăn. Anh chồng á thì ảnh thương mẹ lắm. Cái hồi mà quen nhau ảnh có nói một câu, mẹ anh khổ cả đời rồi, anh mong rằng á sau này á em về á em phụ thương mẹ với anh, em phụ thương mẹ với anh. Con nghe câu đó con thương ảnh, con thương mẹ nữa. Xong cái hai đứa cũng nói thôi anh ơi, thương á thì mình thương, nhưng mà thôi mình cố gắng mình làm thời gian á, có cái điều kiện mình tự tổ chức đám cưới luôn. Mẹ chỉ việc mà đi rước dâu thôi, rồi mình lo cho mẹ đầy đủ cái đi. Hồi con quen ảnh thì con cũng 22 tuổi, thật ra cũng chưa có định cưới đâu chú. Mẹ thấy mẹ cũng sốt ruột, hai bên cũng sốt ruột, mẹ cũng sợ quen mà không cưới. Bữa đó tự nhiên anh chồng đang làm việc cái mẹ điện lên, mẹ nói ủa con nghe ngày tháng năm sinh đó ngày nào, mẹ đi coi ngày mẹ ấn ngày luôn, cưới luôn à, chứ giờ đợi hai đứa lâu quá. Coi ngày xong khoảng tháng sau là mẹ bước qua mẹ hỏi liền luôn á chú, ra duyên cái là cưới luôn vậy đó. Là từ lúc quen đến lúc cưới là một tháng thôi? Không, từ lúc quen đến lúc cưới là 5 năm, nhưng mà cái lúc mà mẹ đi mẹ ấn định mẹ coi ngày là đi qua hỏi liền luôn á. Chưa có tính cưới, nhưng mà chưa có tính cưới đụng mẹ ấn ngày cái là cưới luôn. Dạ, tại vì bị mình này, con có ít có con dâu thôi, rồi cưới con này cho rồi, đợi anh ba nó thì lâu đợi biết á, đợi hoài nó nói thôi để anh ba cưới là tới con. Rồi chị về làm dâu có ở chung với bà không, có ở chung với bà ngày nào không? Ít, con trai của tôi thì nó rình phố nó làm thành phố nè, còn con này nó dạy ở bển á, sao rồi cưới xong rồi mới là hai đứa lên này ở luôn. Cái tình cảm của con dâu trước khi cưới rất là thương bà luôn. Dạ. Yeah. Thì khi cưới về đó có chăm sóc bà hay là lo lắng quan tâm với bà? Hay gì lúc về làm dâu mấy ngày đầu cưới đó, cơm uống nước hay giặt giũ cho mẹ chồng không? Nó thì làm hết à, về là nó làm này làm kia vậy, không có dễ vô đó. Dạ. Yeah. Hai mấy tuổi mới lấy chồng nha? 27 tuổi. 27. Dạ. Hai đứa gia đình hai bên đều khó khăn á, cho nên con cũng lo cho gia đình con, ảnh cũng phụ lo cho gia đình con nữa. Nói chung là ông xã con á, thu nhập cũng ổn định, phụ lo cho hai bên, rồi lo cho đứa em út con đi học, rồi lo cho hai đứa em tìm kiếm việc làm luôn. Lúc mới quen thôi đó. Dạ quen thôi đó. Dạ thì lúc đó con chia tay mối tình đầu 10 năm mình cũng buồn, nhưng mà thấy một người đàn ông á mà suy nghĩ thương mẹ, lo cho mẹ, mà đến từng tuổi này mà không có mảnh tình nào hết trơn, mà cũng mẹ nói là thấy sao nó không dắt bạn về. Thấy khi thấy dắt con về mẹ mừng dữ lắm. Rồi cái con thương ảnh quá, rồi cái cũng chịu luôn vậy đó. Thương xong thương lừa. Dạ. Lo cho mình, lo cho em út mình, lo đủ thứ hết. Dạ. Trơn á. Nêm ngư cả cơm tươi, nấu đậm đà, chấm thơm ngon. Lúc mà cưới đó bà, mình làm với Bình Đại hả? Dạ, làm Bình Đại tại nhà. Ừ. Mình đi hỏi cưới cô dâu này khó khăn không? Qua gặp nhà gái đó, nhà gái đòi hỏi không đòi hết, đặt bao nhiêu tiền hay là đám cưới bao nhiêu mâm này kia không? Tự mình đi à? À mình nhà đi. Con gả được con cũng mừng lắm chú. Tại vì em con lấy chồng mà 5 năm sau con mới lấy chồng. À. Giống như có trái bơm nổ chậm luôn. Dạ. Ngày. Con gái như quê mà tụi nó chắc sợ cũng ế chị. Đúng rồi, người ta nói ra nói vô nhiều á, mẹ cũng buồn á, mẹ mới nói mẹ ruột á nói
con ơi, giờ con thương nó, giờ con cưới nó giùm mẹ đi. Chứ giờ con đi tới đi lui hoài, người ta nói. Cũng sợ, có thể quen bạn kia cũng lâu á mà cũng không thấy gì nữa. Giờ con 5 năm rồi con ơi. Nhưng mà cái lúc coi ngày về là ngày tốt không bà? Ngày tốt. Dạ. Ngày tốt nhưng mà rước dâu là ngay ngày thứ bảy, tức là phải làm thứ sáu, thứ bảy. Con nói với mẹ, không được đâu mẹ ơi, rước dâu mà thứ bảy thì đâu có ai đi được đâu, thứ bảy ảnh còn làm mà. Thôi vậy thứ bảy chủ nhật đi rồi tự đổi luôn vậy. Con nói là hai vợ chồng muốn tự làm thì tự tổ chức đám cưới chứ mời mẹ dự thôi. Dạ, mẹ cũng cho của hồi môn. Mẹ mua cho con cộng dây chuyền giống như kiểu mà thời xưa già đeo á. Bữa đó gần cưới rồi cái mẹ đem ra. Trời ơi mẹ ơi, gì dây chuyền thời này ai mà đeo cái này nữa. Thôi con không có chịu đâu, bây giờ mẹ đi đổi cho con đi. Mẹ nói, ủa mẹ thấy cũng đẹp mà, thôi con không thích đâu. Cái xong rồi mẹ dẫn xuống tiệm vàng đổi luôn vậy đó. Rồi mẹ dễ chịu lắm, cái gì mẹ cũng chịu hết trơn á. Miễn sao có dâu được hả bà hả? Bây giờ là gọi là cháu nội sao rồi? Cháu nội giờ được 3 tuổi. Ở với bà? Mẹ con ở này à. Ở dưới quê chắc nhớ cháu nội lắm hả? Dạ nhớ lắm, mà mỗi lần về ở chỉ có 2 bữa cái nó đi. Có 2 bữa hả? Bởi vì nó bắt làm á. Nó đi dẫn cháu đi chắc đứt ruột ha. Đó. Vậy bà có lên thăm cháu không? Lâu lâu cũng lên. Lên ở được bao nhiêu lâu bà? Vài bữa. Không ở đâu. Nó có dẫn bà đi chơi này kia không? Không, dẫn đi chơi à. Không có dẫn, bởi vì nó sáng cái nó đi rồi. Sáng sớm mà 4 giờ là con dậy con chuẩn bị cơm cho chồng, cho gia đình á. Rồi ăn nguyên một ngày á, rồi cái bỏ mẹ ở nhà mình cũng tội, mẹ mở cái lương cho mẹ coi nguyên ngày luôn. Ngày nay coi mấy tuần cái lương rồi. Trời đất ơi. Đó, rồi nói mẹ thôi mẹ ráng mẹ ở chơi tới cuối tuần rồi tụi con dẫn mẹ đi chơi, mà mẹ nói thôi để mẹ tham gia chương trình xong rồi chắc mai mẹ về. Là mai cuối tuần mà con cũng phải đi học nữa, nói thôi mẹ giờ ráng chủ nhật đi mẹ, chủ nhật con nghỉ. Mẹ nói không được đâu, mẹ về với cha. Ông với nhiêu tuổi rồi? Ông này 83. Vợ với ai với nữa? Có ông cô nó không có chồng. Ở đó thành ra lên đây chơi được vài ba bữa. Hai ông bà với có làm gì không bà? Hồi xưa thì làm ruộng đó, bây giờ họ nuôi tôm tép vòng vòng á. Dạ. Cái gì nước mặn không à. Cái lúa chết người giờ bỏ không cỏ lên. Dạ. Chứ không có làm vậy đó. Còn cha thì đi cách mạng á chú. Cha đi cách mạng rồi bị tù đài rồi về cũng làm cán bộ ở xã. Giờ cha cũng về hưu. Nói chung là bữa hổm nhận huy chương 55 năm tuổi đảng. Nhà cũng cách mạng, ông bà nội cũng vậy. Nói chung là hai ông bà giờ chỉ thủ thỉ với nhau với con gái thôi đúng không? Chị ơi, chị có thấy là giữa chị với mẹ là không hợp nhau điểm gì không? Chị thấy hai mẹ con hợp nhau lắm, nhưng mà chỉ có một cái như vậy nè. Mẹ thì mẹ hay nói, chị hay cãi. Nói chung chị thích làm theo ý của mình thôi. Cái tính ngộ vậy đó. Mẹ thì cái kiểu như mẹ chỉ nói thôi chứ không phải là mẹ bắt mình phải làm như vậy. Yeah. Nhưng mà khi mà mẹ nói ra cái không có đúng ý mình, cái mình khó chịu, cái mình nói thôi vậy không có được đâu mẹ này này, cái mẹ nói thôi không được thì thôi theo ý con, mẹ cũng không giận mà cũng nói gì. Chỉ có ăn vậy thôi à. Nó cãi mình nhiều mình tức không bà? Không, tính nó vậy à. Cãi chút mẹ không hiểu ý. Có khi nào cãi cô cái chuyện khiến cô giận không? Đâu có giận gì luôn. Thì nó không chịu vậy thì thôi, muốn ý nó muốn chịu cái kia thì chịu. Cô cũng dễ quá ha chú hả? À, dễ mà. Mẹ hiền lắm, cái gì mẹ cũng chịu hết trơn á. Những cái gì mà chưa hợp giữa mẹ chồng với lại con? Kiểu như con á thì con thích là mỗi bữa ăn mỗi món. Mẹ thì mẹ thích là ăn hết món này mới tới món kia. Làm món mới mà thôi con ơi dẹp đi ăn món này đi. Nói ủa mẹ rồi để tới chiều rồi sao được. Thì cái chỉ có cái đó là không có hợp thôi. Mẹ cứ muốn là ăn cái này hết rồi mới tới kia, kiểu mà tiết kiệm á. Tiết á. Dạ. Mỗi lần về quê mẹ hay làm linh đình dữ lắm. Mà mẹ làm nhiều thì ăn không có hết. Mà ngày hôm sau thì mình lại không thích ăn cái đồ ngày hôm trước. Mẹ lại bắt ăn. Với lại nhiều khi ví dụ như hôm bữa mẹ giờ thèm cháo hào quá, thôi giờ con chạy đi con mua 2 kg hào về con nấu cháo cả nhà mình ăn. Trời ơi cháo hào hả, hào mắc gần chết. Mua một con vịt 2-3 kg hả, về ăn từ sáng tới chiều. Cái xong cái con mới nói ủa mẹ con đang thèm cháo hào mà, sao ăn cháo vịt được. Cái mẹ em nói trời ơi tao thấy cháo nào cũng là cháo mà. Cái xong rồi nói vậy thôi, với cuối cùng thì mẹ cũng nói thôi giờ con ăn cái gì con nấu đi, gì cũng được hết. Rồi cuối cùng là mua hào. Mua hào dễ, đâu, mua dễ ăn vịt thèm cháo hào. Nhưng tại mà... vì ở dưới là xứ biển mà đồ ăn về ăn phải ăn đồ biển chứ. Nhưng mà chẳng lẽ không có bao giờ mình chiều ý mẹ sao? Thì cũng có nhưng mà chắc ít lắm. Có nhiều khi về bữa nào thì thấy thôi bữa giờ mẹ chiều mình cũng sáng hỏi mẹ mẹ ăn cái gì. Dạ. Mà hả mẹ cứ trả lời thôi con ăn cái gì mẹ ăn cái đó rồi xong. Không có cơ hội mà để chiều theo ý mẹ đâu.
canxi Nectargan giảm chuột rút, ngừa loãng xương, dùng cho trường hợp thiếu canxi. Rồi hai mẹ con mình có những cái chuyến đi chơi riêng hay là có những cái món quà nào dành tặng cho nhau chưa chị? Chuyến đi chơi thì không, hình như không có, chỉ về quê chơi tại thời gian quá nhiều. Về quê chơi với mẹ thôi. Còn quà thì tặng quà cho mẹ cũng nhiều, mua đồ bộ cho mẹ nè. Rồi lâu lâu á, lúc mà có dịch á, không có về được á, cái lễ lọc đồ, cái xin số tài khoản của anh ba, tại anh ba ảnh ở với mẹ, cái chuyển tiền nói anh ba em không có về thăm mẹ được, không có quà gì cho mẹ, thôi em chuyển khoản qua đó rồi anh rút ra anh nói với mẹ là em tặng cho mẹ, thì cứ tháng hai tháng gửi cho mẹ một lần vậy đó. Mỗi lần mà về quê, cái hai vợ chồng đi siêu thị, cái mua vật dụng, đồ ăn, nước uống, bánh trái, mua nhiều lắm. Rồi sáng không có cho mẹ ăn cơm, mẹ tối ngày mẹ ăn cơm nguội, ăn này ăn kia không hà. Rồi cái sáng hai vợ chồng đi mua hủ tiếu, bánh canh này nọ rồi về ăn sang bữa vậy. Mà mẹ cứ càm ràm hoài, nói hoài, nói thôi đừng có mua, ăn tốn tiền, ăn cơm, ăn này nọ. Mắc cười lắm, bữa đầu tiên về làm dâu sáng, mẹ nấu chè cho ăn. Nói tội sáng sao ăn chè mẹ. Mẹ mới nói, ủa mẹ thấy ăn chè cũng ngon, cũng no mà. Thôi con không ăn chè đâu, con ăn hủ tiếu à. Vậy đó, thì không ăn thì thôi, mẹ cũng không buồn nữa. Nhưng mà chồng em là người thương mẹ rất là nhiều, vậy thì chắc chắn quan tâm mẹ rất nhiều. Mỗi lần quan tâm nhiều vậy thì con có thấy trong lòng mình sao? Trời, con ganh tị lắm á chú. Người ta hả là mẹ chồng là ganh tị con dâu, còn con ngược lại. Trời ơi hén, mỗi lần hả mà về quê hả, em ngủ trước đi, anh ra anh nằm, anh ôm mẹ anh ngủ một xíu anh vô. Trời, bữa đó con điên lên. Cái xong cái con mới nói, nói một bụng, ngủ với mẹ đúng không? Rồi ok, cho ngủ với mẹ luôn, khóa cửa trong luôn. Cái là ôm mẹ ngủ tới sáng luôn. Trời, con ôm nguyên cái bụng tức luôn. Trời ơi, hắn mà hở ra nói anh chỉ thương mẹ thôi, anh không có thương em đâu. Trời ơi, tối ngày con ganh tị với mẹ không à. Tại ganh tị vậy thôi, thật ra con cũng thương mẹ nhiều lắm. Cái kiểu vậy á, không có thích là thương mẹ nhiều hơn mà phải thương bằng. Ảnh nói là trời ơi nói gì chứ, vợ là số 1. Cái con mới nói ngược lại, vợ là số 1 nhỏ thôi, mẹ là số 1 La Mã đúng không? Quan tâm ôi, thương lâu mẹ lâu phải về quê để người ta thương mẹ nhiều hơn. Chúc suốt cuộc đời ở với con không rồi. Nhưng bù lại là lúc mà chị mang bầu, chị sanh em bé nè, cũng được mẹ chăm sóc lại mà đúng không? Đúng rồi, đi sanh đó là hai mẹ đi nuôi luôn. Dạ. Lên ai cũng nói bà ngoại với mẹ. Mẹ ruột đó là mẹ, còn nói là mẹ chồng là bà ngoại. Xong rồi cái mẹ con cũng nói, ừ đúng rồi, bà này mẹ tôi. Tại vì mẹ chồng lớn hơn bà ngoại tới 4 tuổi lận. Tới ngày mà mẹ ruột rước về quê á, cái mẹ cũng đưa về. Mẹ ở mẹ ngủ một đêm. Cái lâu lâu cái mẹ đón xe buýt, đón xe buýt qua cái phụ chăm cháu. Ở vài bữa cái mỗi lần qua, trời ơi, mẹ bánh trái rồi xách hết giỏ này tới giỏ kia. Mà lâu lâu cái mẹ qua và riết hàng xóm người ta cũng ganh tị nữa. Người ta nói trời con dâu có phước ghê, mẹ chồng cứ đón xe buýt, mà tại đi đón xe buýt xa lắm chú. 30 cây chứ phải đi đường vòng, phải đi xe Honda qua, xe ôm qua cái cống đập Ba Lai á chú. Rồi mình phải đón xe buýt đi vòng ngược lên huyện Vòng Trơm bên con á. Nên mẹ đi cũng cực, mà mẹ cũng lớn tuổi, thấy cũng thương mẹ. Mà mẹ thương con, thương cháu lắm. Tại mẹ nói mẹ không có con gái, có con dâu, mà tại con thì con cái tánh con cũng sởi lởi cũng nhiều chuyện. Hai mẹ con giống như hai mẹ con ruột vậy, tối ngày sùm vậy đó. Rồi cũng thân thiết vậy đó. Con hay cãi mẹ quá mà. Cãi mẹ mà trời, con nói chuyện với mẹ, mẹ chồng con còn thoải mái hơn nói chuyện với mẹ ruột con nữa. Gì đó hả? Tại mẹ ruột con khó chịu lắm. Để nói xấu mẹ ruột. Thật ra mẹ chồng với con có một khoảng cách xa lắm, khoảng cách thế hệ đó. Thân với nhau cũng khó lắm mà nha. Tại vì mẹ hiền đó, mẹ cũng dễ. Chứ nếu mà gặp mà mẹ khó chút xíu là con cũng mệt lắm. Tại vì cái quan điểm sống, cái cách sống, ăn uống, tất cả mọi thứ nó đều khác xa lắm. Con lại còn trẻ. Dạ. À, mẹ thì 80 mấy. Hồi nãy xin lỗi con là nãy mới bước vô, chú Linh tưởng đâu ngoại chồng. Bà với cháu. Đúng rồi, tưởng đâu bà với cháu đó. Dạ. Rồi con gái ở nhà làm gì? Đâu có con gái. Có cô chồng. À, cô chồng chứ phải là con. Cô chồng của con là em chồng của mẹ nhà. À, là ở chung với bà. Dạ. Cô đó còn trẻ không? Này 68 tuổi rồi. Con trẻ quá ha. Trẻ hơn mẹ nhiều. Dạ. Là không có gia đình ở với bà luôn? Không, ở từ đó vậy đó. À, vậy cũng đỡ có người của mình. Chết không mà. Có được chồng mấy... mà tôi đâu có được đi vậy. Rồi mấy đứa con trai nó đi mất tiêu chưa hả? Nó đi hết là chiều nó về. Nó cũng làm ở quận. Dạ, có anh có anh ba ở chung. Ảnh ở chung với mẹ, không có gia đình. À. Dạ. Còn anh hai thì cưới vợ ở kế bên. À, cũng được. Vậy là hai thằng trai kế bên được. Là con ở giữa là bao nhiêu rồi?
Này nó sinh năm 79 rồi, nó không biết nó bốn mấy rồi. Ừ, chưa có gia đình luôn? Không. Có bồ chưa? Có bồ ít bữa rồi họ điện cái rồi, không bắt máy rồi, họ bỏ rồi lấy chồng. Trời ơi. Đơn giản vậy. Quen rồi đó vậy mà nói đi vô hỏi nó không cho. Viết 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 rồi người ta đi nói cưới luôn. Nó hỏi cưới. Vậy rồi đáng lẽ là bà là phải ở chung với con dâu này mới đúng. Tại nhà đâu con dâu, chưa con dâu. Vợ dâu mà lên đây sao ở. Bởi vậy con dâu cả thì ở riêng luôn rồi. Ở riêng cái bên. Có qua chăm sóc bà không? Cũng đi làm chở con với con mà đám tiệc nó không qua vậy thôi. Với bệnh hoạn nó không qua. Không con dâu nào ở chung á. Đôi khi cũng buồn á bà hả? À, buồn. Kêu mẹ lên lên đây chơi với cháu đi rồi. Mẹ mới nói mẹ không có sống Sài Gòn được đâu. Vì thích cuộc sống dưới quê. Lên đây cứ nhớ mấy con gà không? Không ai cho nó ăn. Rồi nhớ... nhớ gà đâu. Mẹ cứ nói vậy đó. Nhớ gà là nói chơi nó vui thôi. Nhớ ổng mới là chính. Nói lên vài bữa cái là mẹ đi về à. Nhớ ông 83 tuổi đó mới là chính chứ đâu nhớ gà. Nói nhớ gà, không lẽ nhớ ổng thì mắc cỡ đúng không bà? Tới ngày cứ nói trời mẹ nhớ mấy gà ở dưới nuôi chó cho ăn hả? Ở nhà hết đi cứ lo cá đừng mua kho cho nó ăn. Thì đi đâu thì nhớ ông thì nói nhớ ông đi thì nói nhớ mấy gà mấy chó đi. Nhưng mà cha chồng với chị là có hợp không? Cha cũng bị cái hội chứng Alzheimer á. Cho nên giờ cha vẫn chưa biết chị là con dâu đâu. Trời đất ơi. Mỗi lần chị về thăm á, cái ông xã nói cha cho biết nhỏ này nhỏ nào không? Thì bạn mày chứ ai. Nhưng mà biết cháu nội nha. Biết cháu nội là nói này là cháu nội con của ông Hợp. Nhưng mà cứ nói nhỏ này là bạn của ông Hợp chứ không có biết vợ. Ủa nhưng mà đám cưới chị thì bác chắc có dự thì cũng đám cưới đó là. Nhưng mà kiểu cha quên. Cha chỉ nhớ cái chuyện hồi xưa của cha thôi. Lúc nhớ lúc quên. Dạ. Ở nhà có ông với bà là có hay quên không bà? Không quên. Có nhớ bà không? Không, này hết nhớ. Hết nhớ bà luôn hả? Chỉ có bà nhớ ông thôi đúng không? Uống thuốc năm này tới năm kia. Cũng đang uống thuốc để cho bớt quên á. Nhưng mà vấn đề chỗ là mình con nói là mình mẹ con lên cũng khó. Nếu ông bà lên luôn thì đỡ. Tại vì chồng con rất là thương mẹ. Thì có khi nào chồng con với con suy nghĩ là mình làm khá mình có thể đưa ba mẹ lên ở chung không? Cũng tính tới nhưng mà kiểu như mẹ thì mẹ nói là cuộc sống của mẹ là dưới quê mẹ. Không thích trên này cho nên tụi con cũng thích về quê lắm. Hạ rảnh là về quê à. Về quê thăm mẹ, thăm hai bên nói chung mà Tết cũng chia đều ra. Hả nghỉ phép thì về cũng chia đều ở bên đây 2 ngày hoặc 1 ngày rồi về bên kia 1 ngày. Thôi vậy cũng phải chịu thôi chứ giờ sao vậy công việc làm ăn đây rồi. Làm sao mà cái anh thứ hai đó, anh có gia đình, có con dâu nó ở chung với bà được. Nó mê đá banh dữ lắm. Bữa nào cũng là đi làm 4 giờ mấy 5 giờ về là nó đá đi sao mà tới 7 8 giờ nó mới về. Có khi nào tuổi thân ngồi mình buồn mà. Buồn lúc người ta con cháu rồi đông, con dâu rồi đông, mình thì nó yêu quạnh. Buồn. Buồn chứ chồng con làm gì? Chồng con làm ở trong bệnh viện ở Đại học Y Dược ạ. Y Dược làm dạ anh làm điều dưỡng. À hoặc là mình sẽ về thăm nhà nhiều hơn bố bà. Về thăm nhà nhiều hơn. Mà thật ra làm điều dưỡng cũng không có thời gian về luôn. Dạ. Không có con thời gian. Hiện giờ cuối tuần con cũng đang học cái lớp trung cấp chính trị á. Cho nên cuối tuần cũng đi học luôn á nên cũng ít về. Trời ơi. Nói tóm lại là con dâu rất là thương bà nhưng vì công việc quá bận, cái đặc thù công việc là không có về nhiều được. Mà về cũng không có lâu được. Dạ, nên không có thời gian ở gần mẹ chồng. Còn mẹ chồng thì cứ ngày ngóng trông con dâu về. Cứ như vậy dòng xoáy nó cứ cuốn hai người ít gặp nhau à hả? Dạ ít gặp lắm. À, vậy thứ bảy chủ nhật gì là lễ là được 3-4 ngày thì 4 ngày thì về ở bên tôi 2 ngày, về ở ngoại nó 2 ngày thì đâu có nhiều. Đúng rồi. Thành ra tôi nói về mới 2 ngày đi tôi nói ủa sao mới ngủ con riêng giờ đi. Cái là thì ở bên đây 2 bữa, ở bên 2 bữa, về ngoại này vậy. Khổ nha. Một cảnh hai quê. Bà thương con dâu thế nào bà? Ở tôi y như con gái tôi, giờ không có đứa con gái nào đâu. Rồi tôi thấy thương con dâu y hơn gái nữa. Thương tự dữ lắm vậy đó. Mà bởi vì hổng lại lên đây chơi hoài không muốn về. Lên đây cũng báo bữa rồi. Không muốn về. Nhưng đằng nào cũng phải kẹt người yêu dưới quê đang đợi. Nesgercan canxi hữu cơ nhập khẩu từ Úc. Canxi cho mẹ khỏe bé cao. Cái thương bà quá à. Dạ. Bà mong muốn con dâu thế nào? Thì muốn cho nó
làm ăn khá rồi. Thì ổng có mất thì tôi lên ở với nó. Đó. Ê, không mong điều đó đâu. Ổng giờ ổng cũng bệnh rồi. Cha bị tai nạn giờ nằm chỗ. Giờ nằm chỗ không đâu biết gì. Không mong điều đó đâu. Từ từ đi. Con dâu cũng thương bà dữ lắm. Dạ. Yeah. Nhưng vì cái công việc đặc thù công việc kia rồi. Sáng là đi rồi. Chiều tối mới về. Rồi làm sao? Nghĩ sao bà vợ chồng lên cứ mở cái lương coi từ sáng chiều. Thôi bà để bà dưới quê coi cái lương cho rồi. Bà ơi, con thấy anh con trai út của bà đó rất là thương bà nè, hay ôm mẹ ngủ nè. Không biết là anh có hay nói những cái lời yêu thương với bà không? Thì cái cũng nằm nói giờ con không ở gần với mẹ đồ vậy này kia nọ vậy đó. Mà lâu lâu nó về nó đi cái tôi khóc mà. Đi là khóc. Nhớ từ 5-7 bữa mới nhớ mới là quên. Thế rồi sao tôi thương quá trời đi là tôi đưa tới bến xe, ra bến xe thì đợi nó lên xe rồi tôi mới là đi về. Không thương dữ lắm. Anh về anh giặt từng cái quần, từng cái áo, xếp từng bộ đồ cho mẹ luôn. Anh thương mẹ lắm. Anh lo cho mẹ nhiều lắm cho nên mẹ thương anh lắm. Bỏ nhà tắm là gom giặt. Điều dưỡng còn lo cho người ngoài được mà sao không lo cho người mẹ mình được. Thật ra cái tình cảm của anh đôi khi dây dứt lắm. Chồng con đi rồi bà ở nhà đến cả tuần sau mới quên, yeah. Hết buồn. Nhưng mà trước mắt là con cũng như chương trình có một cái clip từ anh trai Út muốn gửi cho bà. Bà xem anh nói gì với bà nha. Hôm nay mẹ và vợ tham gia chương trình, con cũng có đôi lời muốn nói. Đối với con, ngay bây giờ hai người phụ nữ quan trọng nhất đó là mẹ và vợ. Thì trước tiên con cũng xin cảm ơn mẹ đã sinh ra con, đã nuôi con khôn lớn đến ngày hôm nay. Mẹ cho con tất cả. Thứ hai, con cũng xin lỗi mẹ vì từ lúc lập gia đình con cũng ít về thăm mẹ, ít gọi điện thoại cho mẹ. Mặc dù mẹ không nói ra nhưng con hiểu được phần nào mẹ buồn. Con hứa trong thời gian sắp tới con sẽ về thăm mẹ nhiều hơn. Con không ở gần mẹ, không trực tiếp chăm sóc cho mẹ. Mẹ cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe của mẹ là niềm hạnh phúc của con. Anh cũng xin cảm ơn vợ đã thay mẹ lo cho anh từng bữa cơm, giặt cho anh từng chiếc áo. Đôi lúc do áp lực công việc, cơ quan, anh cũng có cáu gắt với em, làm cho em buồn. Anh hiểu được cái gì được việc đó là sai. Anh hứa sẽ điều chỉnh cái cảm xúc của mình, không làm cho em buồn nữa. Thì cuối cùng con xin chúc mẹ và vợ nhiều sức khỏe và hạnh phúc. Hay là nói những lời đó không bà? Nó cũng hay nói. Cũng hay nói. Anh trai cũng tình cảm mà. Anh hiền với ảnh ngọt ngào lắm, ảnh nói chuyện ngọt lắm, dễ thương lắm. Đúng rồi. Thật ra những người điều dưỡng họ rất là kiên nhẫn, chịu khó. Chỉ có những cái tâm tốt như vậy thì thật ra mới làm điều dưỡng được. Quỳ Linh cũng chúc cho bà sẽ sớm có con dâu thứ ba đó về ở chung. Thứ hai nữa chúc là mong rằng một ngày nào đó hai đứa làm ăn khá khá chút, về thăm bà thường xuyên hơn nữa. Hay có điều kiện bà lên bà ở với hai con trai Út với cô dâu Út này thì tuyệt vời cách biết mấy luôn hả bà ha? Dạ, mừng dữ lắm. Mừng dữ lắm. Có mong muốn điều gì với mẹ của mình không? Có chia sẻ điều gì mình muốn nói ngày nay với mẹ chồng mình không? Mẹ thì tính mẹ tiết kiệm lắm. Con, tụi con thì chỉ muốn là mẹ ở quê mẹ đừng có tiết kiệm nữa. Mẹ cố gắng mẹ ăn uống giữ gìn sức khỏe. Tại vì chồng con nói là sức khỏe của mẹ là niềm hạnh phúc của tụi con. Đó, bà cố gắng ăn uống nha. Thế ra vô toàn ăn muối quẹt không? Đu đủ với khoai. Đu đủ, khoai không là mệt lắm ha. Chúc bà khỏe nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Lê Lộc và Quỳ Linh xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.